Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi Tới Dương. Trong clip này là ngày 23 tháng 9, em lại lên cho các bác một số hàng đi máy bay mới về, hàng đấu giá từ Nhật. Trong đó là toàn tô chuông. Hôm nay em lên cho các bác chỉ có về dòng tô chuông và có một chiếc Joji Mammut đời 2014 các bác nhé. Hàng của em là toàn hàng siêu VIP, trong đó có một chiếc tô chuông hàng vẫn nguyên thùng xốp, còn đâu là toàn hàng đã qua sử dụng. Thì là đến với cửa hàng em thì là mấy hôm nay thì em chỉ còn một hai chiếc ba la và tô chuông thôi. Bác nào quan tâm đến dòng phẩm nào thì cứ nhấc máy liên hệ với em. Thì hôm nay em có một cặp đôi tô chuông đời 2016, một chiếc son nhuyễn và một chiếc son thô, cùng một chiếc hai chiếc 2014, một chiếc màn hình nét đấy, và son nhuyễn và một chiếc màn hình thường hàng thô, cũng như một chiếc tô chuông VIP vẫn là nguyên thùng xốp các bác nhé. Chiếc này là mới hàng, mới cứng luôn, hàng mới cứng luôn, cùng một chiếc Joji đời 2014. Chiếc này là chiếc Joji Mammut các bác nhé. Dòng Mammut là dòng cũng là dòng thương hiệu của hãng Joji. Nên là hôm nay em sẽ đi vào chi tiết từng chiếc một và báo giá cụ thể cho các bác để các bác xem và lựa chọn cho mình. Bác nào mà quan tâm đến dòng sản phẩm nào thì cứ nhấc máy liên hệ với em. Hôm nay cửa hàng em này chỉ có lên toàn hàng VIP không các bác nhé. Thì các bác nào mà quan tâm được dòng phẩm nào thì còn đâu là không thì các bác cứ vào xem và tham khảo. Đến với chiếc đầu tiên mà em giới thiệu với các bác, chiếc này là chiếc Toshiba chuông đời 2016, màu sắc rất đẹp nhé, màu sắc rất là đẹp luôn, màu sắc của chiếc này rất là đẹp. Mã sản phẩm là JC gạch ngang 10VXK các bác nhé. Đời cao. Đấy. Dòng Toshiba chuông đời cao, đời 2016 là đời rất cao rồi. Về hình thức thì là tất cả là gọi là mọi chi tiết là cũng rất là ok. Đấy. Rất là đẹp. Gần như là hàng gần như là mới cứng luôn. Cho các bác xem này. Mới cứng luôn các bác nhé. 2016 nên là rất là mới. Hàng thì hàng đi máy bay, hàng đấu giá từ Nhật luôn các bác nhé. Rất là ok. Riêng em bao cho các bác là zin toàn bộ và đấu giá trực tiếp từ bên Nhật về. Hàng là mới về của buổi chiều hôm qua, là cũng là về đến nhà cũng rất là muộn và em cũng test rất là kỹ lưỡng để các bác nhìn. Trước là đời 2016 các bác nhìn. Độ mới là gần như là mới leng keng luôn các bác nhé, mới leng keng luôn. Về phần nắp hơi là rất là mới đấy các bác nhìn. Này, em test là nước lon là của tối hôm qua là vẫn còn, nhưng mà chiếc này thì các bác gần như là không có điểm gì để chê, mới cứng luôn, mới cứng luôn các bác nhé. Đời 2016 nhưng mà rất là mới các bác nhìn, doang riếc này, mới leng keng luôn, lòng mề mới nhá. Chiếc này đấy 2016 nên rất là mới. Son, chiếc son này các bác nhìn, nó là dòng gân nhuyễn. Dòng gân nhuyễn thì là các bác biết rồi, nó là bao giờ cũng là dòng thương hiệu và nấu cơm thì gia đình nhất của là dòng tô chuông. Đẹp không tì vết, mới keng keng luôn. Đó nhá. Chiếc son thì mỹ mãn luôn, đẹp. Đẹp mỹ mãn luôn. Tiếng chuông rất ngân, các bác nhìn đẹp cờ leng keng này. Em quay cho các bác xem như này là các bác nếu mà ưng là các bác chỉ có việc chốt thôi các bác nhé, vì là cái độ đẹp nó đến đâu là em quay chi tiết cho các bác xem đến đấy rồi, nên các bác biết rồi. Đời thì đời 2016 và tất cả kể cả về giòn giếc này, hàng xài lướt, nhưng mà hàng này gần như là hàng
mới keng luôn các bác nhé, mới keng luôn các bác nhìn lòng mề này. Đó, chiếc này chỉ là thiếu đi cái chiếc thùng xốp thôi. Đời 2016 nhưng chắc chắn là chỉ thiếu đi cái thùng thùng xốp thôi. Mới cờ lên keng. Chiếc này là mã sản phẩm là 536 các bác nhé, 536. Hàng đấu giá mà cực mới. Thì là cửa hàng em đang bán ra với chiếc này là với giá là 6 triệu 500 nghìn đồng. Ưu tiên bác nào chuyển khoản thì em bao ship, chiếc này là cực đẹp luôn các bác nhé. Đấy, 2016 giá 6 triệu 500 nghìn đồng. Để các bác được sở hữu những chiếc mà tô chuông đẹp và VIP như này thì là cứ nhấc máy liên hệ với em. Bây giờ em sang tiếp theo các bác nữa, một chiếc cũng đời 2016. Chiếc này cũng đời 2016 các bác nhé. Hình thức hai chiếc là như nhau. Cũng là đời 2016 nhưng chiếc này là chiếc xoong thường. Tô xoong chuông như gân thường. Mã sản phẩm là JC gạch ngang 10VXK, nói chung là đời 2016 các bác nhìn những cái đường gạch gạch này, đấy những dòng đời cao thì là nó như vậy. Cũng là đều hút trên không. Về hình thức bề ngoài em cho các bác xem luôn. Riêng một chiếc những chiếc như này là em đấu trực tiếp từ bên Nhật. Đấu trực tiếp về. Và rất là còn rất là mới và đẹp. Gần như là đẹp xuất sắc luôn. Đẹp xuất sắc luôn nhá nhá. Đấy là về em bao cho các bác là thân vỏ không bể vỡ nhé, không bể vỡ. Còn có độ di chuyển thì tùy theo các bác nhìn. Chiếc này là cũng đời 2016. Chiếc này gioăng thì cũng còn rất đẹp ngon nhá, gioăng còn rất đẹp. Không phải là hàng mới nhưng mà hàng đã qua sử dụng nhưng chiếc này gioăng vẫn còn rất là đẹp. Chung quy lại kể cả lắp hơi, áp suất bi. Rất là đẹp ngon nhá. Chiếc này cũng còn rất là ok. Thì mới về lên em cũng chỉ tranh thủ test test để cho nó ok em mới lên sóng. Các bác nhìn này, mới độ bóng, có nghĩa là cái kể cả cái lòng của nó, nước nước chống dính của nó vẫn còn rất bóng nha các bác nhé, vẫn còn rất bóng, tức là cái độ mới rất cao, gần như là chưa sử dụng các bác. Rất là ok luôn đó nhé, đẹp mỹ mãn luôn. Chiếc này thì cũng là 2016, chiếc này là chiếc đây các bạn nhìn này. Chiếc song rất đẹp, chiếc song rất đẹp luôn, gần như mới luôn, gần như mới luôn. Chiếc này thì sử dụng từ xưa, sử là sử dụng rất là ít nên nó cái độ đẹp của nó mới cao như vậy. Phần nhựa vẫn còn là đẹp nhé các bác nhé, lốc liếc là không bị méo bẹp, rất là ok. Và hình thức của chiếc này thì bề ngoài và bên trong là cũng là rất là đẹp. Chiếc này thì là sản xuất năm 2016 nhưng mà son là son thô, còn chiếc kia là son nhuyễn, nên hai chiếc nó khác nhau về giá trị. Chiếc này là có giá là 6 triệu đồng các bác nhé. Đấy, bác nào quan tâm đến dòng sản phẩm mà đời cao một VIP như này thì cứ nhấc máy liên hệ với em. Đấy, chiếc này có giá là 6 triệu đồng, hàng quá đẹp luôn. Hàng của em là đấu tuyển đấu trực tiếp từ Nhật và cũng đều là những hàng siêu VIP luôn. Bác nào mà quan tâm thì là cứ nhấc máy liên hệ với em. Riêng với em là hàng của nhà em là toàn hàng VIP thôi. Đây, bây giờ em sang các bác, đây là chiếc Juji. Chiếc Juji này là chiếc này là đời 2014. Như các bác nhìn độ đẹp mới này. Không tì vết, không
không xuất xước các bác nhé, về hình thức, về hình thức của chiếc này. Chiếc này là phiên bản đầy đủ của dòng Joji và độ nặng cũng là khá nặng lên 9 cân các bác nhé. Đấy là phiên bản đầy đủ. Màn hình nét và bản nhạc thì bác nào quan tâm thì em sẽ dịch chuyển sang tiếng Việt để các bác chỉ việc sử dụng thôi. Mã sản phẩm là LP gạch ngang OA 10, tức là 10, tức là nó là tương đương với dung tích là 1 lít các bác nhé. Về hình thức bề ngoài là em bao cho các bác là không bể vỡ nhé, không bể vỡ, không bể vỡ, không bể vỡ và cũng không không có độ xất xước thôi nhé, gần như mới luôn vì nó hôm qua mới về. Tất nhiên là lau chùi là cũng chưa được kỹ lưỡng, tất nhiên là hàng không phải là hàng hàng nguyên thùng xốp, hàng cũng đã có sử dụng nhưng đã đem đấu giá, người ta sử dụng xong là cũng lại đem đấu giá, tức là hàng xài lướt nhưng mà là cũng như là bên Việt Nam mình thôi. Các bác còn đam mê dòng đồ Nhật thì các bác biết rồi, những dòng dòng sản phẩm đẹp thì người ta sẽ đem đấu giá, còn những hàng hàng mà xấu thì người ta sẽ đem ra bán theo cân theo ký các bác nhé. Hình thức bề ngoài thì rất là ok, đẹp, vẫn xuất sắc luôn, doang riếc cả, còn xanh biếc luôn đó này, xanh và đẹp nhé các bác nhé. Nắp hơi cũng bằng mới luôn nhé chứ, các bác nhìn. Đấy. Đây là em mới test, em không chưa lau được kỹ các bác nhé, nhưng mà nó còn rất đẹp các bác nhìn. Đây này là dòng van dài nên là bi to nên là rất là ok. Và chiếc son này các bác nhìn, chiếc son quá đẹp và dày luôn, chiếc son đẹp và dày luôn, ống bóng bánh luôn các bác nhìn, ống ánh luôn nhé, rất đẹp luôn. Đấy, 2014 mà còn độ đẹp như này các bác nhìn, son rất nặng, son rất chi là nặng các bác nhé. Quá đẹp luôn. Mắc quá đẹp. Chiếc này thì là cửa hàng em đang bán ra với giá là 5.500.000 đồng, 5.500.000 đồng. Ưu tiên bác nào chuyển khoản thì em bao ship, vì những cái dòng sản phẩm này là nó là gần như là hàng siêu VIP nên là cũng là dòng hàng hàng hiếm các bác nhé. Chiếc này cũng chỉ tương đương với con Ba La Cốc đời 2014 thôi, nhưng mà nó là hàng siêu VIP. Chiếc son giá trị nhất là chiếc son và hình thức cũng như là chất lượng. Mã sản phẩm là 538 các bác nhé, là có giá là 5.500.000 đồng. Ưu tiên bác nào chuyển khoản thì em bao ship. Bây giờ em sang tiếp theo các bác, đây là một chiếc tô chuông, chiếc này đời 2014, chiếc này đời 2014 ngon nhé, chiếc này đời 2014, đời 2014 này cho các bác xem luôn. Hình thức bề ngoài của chiếc này nhé, rất là ok luôn, bao cho các bác là cũng không bể vỡ, không bể vỡ, không xất xước nhé, không bể vỡ, không xất xước. Và tất cả các chức năng thì em cũng đã dán dịch sang tiếng Việt. Đấy, như là lấu mềm này, giữ ấm này, nút tắt này, nút chọn gạo này, nút nấu cơm này và nút hẹn giờ. Đấy, cùng chức năng di chuyển. Mã sản phẩm là RC gạch ngang 10VXH các bác nhé. Có mã số là 539. Các bác chú ý. Chiếc này về hình thức bề ngoài thì em cho các bác xem rồi, rất là đẹp. Bây giờ em cho các bác xem bên trong luôn. Chiếc này là có giá là 4.800.000 đồng. Cho các bác xem luôn.
về hình thức kể cả chiếc gioăng, gioăng là gioăng màu, gioăng màu các bác nhé, gioăng màu rất mềm và còn rất đẹp, còn rất đẹp. Và chiếc son đẹp nhất là vẫn là chiếc son, chiếc son không có điểm gì để chê, quá đẹp luôn. Riêng em là hàng của em là quan điểm nhất là đẹp nhất là vẫn là ưu tiên hàng đầu số 1 là vẫn là chiếc son. Chiếc son cái lồi có đẹp đến đâu nhưng mà cái son mà lòng mà lỗ chấm hoặc là lỗ liếc là mất giá trị luôn các bác nhé. Chiếc son nó đẹp nên là tất cả là gần như đẹp tổng thể. Cái độ đẹp tổng thể của nó liên quan đến một chiếc lồi. Rất là ok các bác nhé. Lồng mề này các bác nhìn vẫn còn rất đẹp và rất là ok luôn này các bác này. Rất đẹp luôn. Quá là đẹp luôn. Đời 2014. Những chiếc này trên thị trường có những nhiều bác qua có bán ra cũng giá cũng độ 5 triệu trên 5 triệu gì đấy. Chiếc này thì là cửa hàng em đang bán ra với giá là 4 triệu 800 nghìn đồng các bác nhé. Ưu tiên bác nào chuyển khoản thì em bao ship. Rất là ok và đẹp. Riêng vừa đến với cửa hàng em thì là nếu nói để trên thời điểm bây giờ về dòng tô chuông, dòng sản phẩm như tô chuông không có đối thủ để cạnh tranh về tô chuông các bác nhé. Không dám nói là nhiều nhưng mà cũng đủ để cho các bác săn tìm và lựa chọn các bác. Bây giờ em sang tiếp theo các bác, đây là chiếc này là chiếc tô chuông VIP các bác nhé. Chiếc này là chiếc tô chuông VIP. Sao là gọi là VIP? Vì chiếc này là có là hệ cao tần IF, đèn EcoV và đèn hút chân không. Đấy, và chiếc này thì là ưu điểm của chiếc này là mã sản phẩm là RC gạch ngang 10PH và màn hình là màn hình nét các bác nhé. Son là son nhuyễn nên là rất là ok các bác nhé, là màn hình nét nhé. Đấy. Và hình thức chiếc này thì là cũng là em cũng đấu trực tiếp từ Nhật về luôn. Đấy, vận chuyển vào đường bay các bạn, thùng của Nhật và giấy tờ của Nhật là vẫn còn nguyên phác viết là từ Nhật. Các bác không ấy thì em cho các bác xem luôn, họ đóng từ Nhật. Tất nhiên là không còn thùng xốp nhưng mà tất cả về phiên bản tất cả đầy đủ của chiếc này là cũng là cũng đi cùng một chuyến bay. Em đấu được chiều nay là về được tổng thể là 4 con, ngày hôm qua là về được 2 con. Đấy là không phải là dễ dàng, mọi người ai cũng đấu được những hàng đẹp như vậy. Rất là ok các bác nhé. Bao cho các bác là không bể vỡ. Còn nếu nói về hình thức bên trong, chiếc này là chiếc hàng VIP, gioăng màu, lòng lắp hơi màu sơn và cũng là màu sơn luôn. Nó là đời VIP nên là nó khác với lại những chiếc lắp lốc bình thường các bác nhé. Các bác nhìn chiếc son là son nhuyễn này. Đấy, son nhuyễn này. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn các bác nhé. Hàng VIP mà. Các bác nhìn son. Đấy, nó là VIP, nó là dòng son chuông, son đen các bác nhé. Son chuông đen. Đấy. Đúng là siêu VIP. Hàng rất đẹp. Chiếc này là đời 2014. Màn hình nét. Chiếc này thì cửa hàng em đang bán ra với giá là 6 triệu đồng các bác nhé. 6 triệu đồng. Các bác nhìn. Để sở hữu những chiếc như này thì là nó là đẳng cấp và cũng là một cái hình thức cực đẹp luôn. Không có một tí vết. Không có một tí vết.
hình thức bề mặt không có một tí vết nào, gần như cực đẹp luôn các bác nhá. Lốt nâu, lau rẻ lau liếc thì còn thì là có các bác nhá, lốt lau rẻ thì có, còn gần như là không có lốt cào vào thân vào thịt của chiếc son chiếc lồi, rất là ok. Chiếc này là có giá là 6 triệu đồng các bác nhé, mã là 540. Và em còn một chiếc tô chuông VIP, chiếc này là chiếc hàng nguyên thùng xốp, em cũng đóng từ Nhật về nên là hàng mới này, thì là dành cho khách VIP hơn một chút nữa. Chiếc này có giá là 10.500.000 các bác nhé, có giá là 10.500.000. Bác làm quan tâm thì là nhấc máy liên hệ với em. Quá đẹp luôn, hàng siêu VIP mà quá đẹp luôn các bác nhé. Bóng như gương. Hàng đó là hàng mới nguyên thùng luôn. Đến với cửa hàng em thì là bác nào quan tâm đến dòng sản phẩm nào thì nhấc máy liên hệ với em qua số điện thoại 0975 067846. Zalo của em cũng là 0975 067846. Em sẽ test video gửi hình ảnh trung thực nhất đến với các bác để các bác lựa chọn cho mình. Hẹn các bác ở clip sau.